Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Mình là Minh Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lâu Tali. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Đây là những ngày giữa tháng 7, trời mưa, trời đổ những hạt mưa. Đây là clip cáp kèo và cáp kèo cho các bạn. Tất cả mọi người hãy kiếm cho mình một cái bộ ba thật thích hợp nha các bạn. Để comment khách quan lên cho Đại Lâm nha các bạn. Hiện tại bây giờ Dũng Lai có alo cho Đại Lâm. Đây là lời của Dũng Lai nha các bạn. Các bạn cũng biết cái đây không phải Đại Lâm tự nói suông, nói bớt và làm video để câu like câu view nha. Các bạn nào cứ thoải mái khách quan comment, ok, Đại Lâm sẽ trả lời cho tất cả các bạn biết về vấn đề này vấn đề kia. Đặc biệt là những người không yêu quý Đại Lâm và những người yêu quý Đại Lâm luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Thì hiện tại bây giờ Dũng Lai đã có cáp hai cái kèo. Có thể giao lưu một cặp tầm 30 đến 40 một cặp nha các bạn. Hiện tại bây giờ cái bộ ba của Dũng Lai vừa đấu với Cambodia gì rồi đấy, đấy là Trường Trảng Bom. Và Dũng Lai cùng Hồng Cá Bắp 35kg. Bộ ba đó sẽ tiếp tất cả các anh em từ địa phận Nha Trang, Savinet, Khánh Hòa trở về đất mũi Cà Mau nha các bạn. Các bạn nên nghe nhớ lại cái điều này nha. Bộ ba của Trường Trảng Bom, Dũng Lai và Hồng Cao Bắp 35kg, đấy là bộ ba đó nha các bạn. Và hai Dũng Lai và Hồng Cao Bắp 35kg, hai kèo nha các bạn, nên nhớ rõ nha. Một kèo 22 là Hồng Cao Bắp 35kg với Dũng Lai, một kèo 33 là bộ ba đó nha các bạn. Sẽ tiếp tất cả các anh em từ địa phận Nha Trang về đất mũi Cà Mau. Đấy là lời của Dũng Lai muốn giao lưu với tất cả các cao thủ từ địa phận Nha Trang, Khánh Hòa vào đất mũi Cà Mau. Một cặp 40 lít xăng, kèo 22 Hồng Cá Bắp 35kg và Dũng Lai, còn 33 là Trường Trảng Bom, Dũng Lai và Hồng Cá Bắp. Các bạn nào có tìm được cái bộ 3 và 22 thì hãy comment khách quan lên cho kênh YouTube của Đại Lâm nha. Các bạn nhớ share và like và share cho cái clip này để rộng rãi ra và cho các cầu thủ chúng ta biết nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là những ngày giữa tháng 7, mùa mưa lại đến rồi. Cáp kèo và cáp kèo, cáp kèo không phải dễ nha các bạn. Một cái kèo dính với nhau rất khó các bạn à. Đại Lâm không phải làm YouTube lên đây nói hoa, nói điêu để câu view, câu like nha. Đặc biệt là những người nào có trách móc Đại Lâm, nói Đại Lâm này nọ thì hãy suy nghĩ lại bản thân mình nha. Đại Lâm không có giận các bạn, tự các bạn hiểu thôi. Một lần nữa Đại Lâm xin chúc cho tất cả mọi người không yêu quý yêu thích Đại Lâm và mọi người yêu quý Đại Lâm luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Cuộc sống này vô thường bất chợt lắm các bạn ơi. Giúp nhau khi còn có thể. Thiện tai, thiện tai. Ai chửi mắng thì ta già điếc. Đợi cho người hết giận ta khuyên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Xin chào các bạn nha. Comment khách quan, vui vẻ không bạo. Ok men. 33 Trường Trảng Bom, Dũng Lai, Hồng Cá Bắp 35kg. 22 Hồng Cá Bắp, Dũng Lai, địa phận từ Nha Trang, San Benet, Khánh Hòa, đất mũi Cà Mau. Ok men. Vô hàng.